rồi thì hôm nay là hôm nay tối rồi Mình cũng uh, mình cũng làm chiếc uh, hôm bữa là mình cũng xuống mình săn con cho chiếc xe ta thì uh, anh em đó là anh cái anh mà làm thì cũng ở đường Lê Văn Lương nhà bè thôi thì nó hay bị lỗi như thế này chiếc ta s ym ta 125 thì bây giờ là mình nói sơ về cái động cơ nói cho anh em nào mà đã sử dụng chiếc xe Star con tay 125 SYM thì mình sẽ so sánh với những dòng mà xe mà nổi tiếng như là những dòng xe của hãng là Suzuki rồi Honda đó với Yamaha thì nó chạy có ngon hay không à thì chiếc xe mà bây giờ đó bây giờ là mình nói là chiếc xe ta đó chiếc xe ta 125 mới với lại chiếc Galaxy đó, là cũng là xe với Atila là cũng là xe chủ lực của SWM nha em đó thì trước hết đó là khi mình sửa mình xuống mình sẵn con đó, thì mình nghe những anh em cái anh mà sửa đó anh nói là trong cái hội những cái hội group trên Facebook rồi đó Chí, uh, thì cái thì chiếc sờ này nó hay bị chết bơm xăng hay bơm xăng yếu vậy chết máy mỗi lần thay rồi cũng như ừ. bao nhiêu triệu mình không nhớ thì chiếc xe ta này khoảng 30 chục triệu đó lại à tầm như hai mấy triệu thôi thì uh, khi anh chạy á thì anh nói là thì chiếc xe đó mình cũng không tiếp xúc nhiều nhưng mà mình xuống mình xăng cho ảnh là lý do là xe nó lỗi hoài là mình chính tay mình là, 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 điện là đi kéo từ thế giới thế giới sửa xe ở chỗ à, trên à, gần gần cầu 4 trên đường Lê Văn Lương nó cũng gần ra tới cầu rạch đĩa 1 là đi ra đường Nguyễn Văn Linh rồi thì khi mà anh nói đó thì anh đó là chủ xe thì anh nói là xe đó chạy nếu mà đường số 4 đó, số thì số nó giống rim quay thôi cũng có cần chặn số nhưng mà nó bị ra tay thì chúng mình nói phần Amiga nó mà... thôi thì anh em nào mà trong group biết được cái gì thì có thể để là mình luận phụ tùng nó có hiếm hay không thì để lại bình luận à, mua ở đâu rồi cho anh em bình luận thoải mái đó. thì à. như thế này thì hằng SYM đó thì, thì mình thấy là xe nó chạy thì ảnh nói là khi mà mình lên cái dòng tua thì số nó 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 lên cỡ được tám ở cái dòng tua nó lên 8 ngàn thì mình thấy là ảnh đó là số 4 thì nó có thể chạy được là một cả 120 nha anh em 120 nếu mà đường trường thì khi mà mình chạy mình xuống mình săn con đó thì nó xảy ra hiện tượng là mình đi xa bình quay uh, quay S110 mà bình mình, mình mình chợ thôi thì chạy thì mới đầu là nó bị nó hơi bị đính nhẹ là thì về ảnh thay một cái cổ mô mà đồ chơi thì nó bị hợp thì mình phải bỏ lọc gió ra luôn và mình khoét bô e rồi thì nó mới chạy nổi thì nó đã lên, lên được dòng tua 8.000 rồi anh nói anh test để anh đưa vô rút Đó, ảnh là chạy anh đồng ý rồi rồi thì sẵn là mình cũng làm một chiếc phiêu chờ 125 hú số thì chủ xe hồi chiều này đã lấy rồi thì mình quay lại một khúc của anh chủ xe và đánh giá phản hồi anh chủ xe rồi anh em có gì anh em coi nha rồi, mình sẽ quay lại chương trình. À, bây giờ là có anh trai Phú Dựng hôm nay anh lấy xe nè làm chiếc chờ là thay bộ số neo là bây giờ là anh đã chạy thử rồi nè. Rồi thay bộ số neo, rồi thay bà Đặng Vên với lại uh... thay thằng lăng kép thì uh... anh thấy là hết thú số chưa? Dạ, xe ngon lành anh. À. Rồi dạ. số 4 là hết thú rồi ha. Dạ. Rồi ok. làm dạ, thằng lần kép là im lắm luôn, chạy ngon. Rồi rồi, cảm ơn nhiều. Dạ, dạ, dạ. Rồi. có gì comment trên clip nha anh. Dạ dạ rồi. cảm ơn. Rồi, rồi. dạ dạ. Thì bây giờ quay lại á, thì động cơ Star 125 á thì theo mình nghĩ là dên nó cũng chắc nếu mà dên thì dên lớn 110 giống như lên dên quay thái rồi thôi Thì nồi sau á, cái bộ nồi nó xài á, nó tương đương với nồi 67 Mấy cục canh đồ này thôi, cặp nhông hú nó giống nồi 67 hồi xưa thôi Nhưng mà nó nồi nó nó xài tới nồi 67 với CD là hai lá, hai lá bố nó dày còn hàng nồi này nó xài bốn lá bố lần lá bố nó mỏng như rim quay nó mỏng hơn nữa nó xài bốn lá bố ủa ừ, thì lá bố nó là cái cạnh khất nó giống sáu bảy nói chung là cái vỏ nồi rồi giống sáu bảy thì mình nghe là nó nói là thì cái chủ xe nói thì cái nồi đó thì s qua em có bán nhưng mà phải đặt hàng đó nha anh em nhớ ha thì đặt như thế nào thì anh em là trong group thì biết thôi thì xe này xe này đầu bò rồi thì thiết kế là mình thấy là co xăng rồi thì co xăng đầu bò thì giống như của rim quay rồi cho nên là mình chế co xăng mình chế thành bình xăng cũng dễ rồi bình xăng rồi thì anh em mâm lửa nó thì ba pha anh em muốn đi đi lại là đúng cục sạc của nó ba pha rồi thì anh em phải là anh em xuống bình xăng con thì cửa nó rất là nhiều cửa nó chứ mình nghĩ là hai mấy cửa đó bằng Atila FI thì anh em dạt cửa đi còn một cửa thôi dỡ cửa đi là anh em chừa một cửa cho đúng với lại thì tầm kích nó cũng giống như là Honda Rimway quay thì cái cục kích nó nằm ngay cần số y chang Honda Rimway quay thì anh em có thể là sàn là để lại mâm lửa ba pha cho nó mạnh để sạc ba pha đó anh em đi đèn bình thì anh em hàng cửa đi IC, AT Future neo hỏi gì á, thì tùy anh em thì nói chung là xuống mình xăng xe đó là nói chung là khó thì không khó dễ không dễ nhưng mà mình làm sao chạy để mình canh rồi thì mấy mình thấy là mấy thợ sửa xe có thể làm được đó thì cái đó là mình đồng sự với anh em như vậy thì đời này thì nó xài sinh cam dẹp rồi có thằng lằn như những cái chiếc mà elegant mà chiếc mà đèn tròn và xe số 50 đó thì rất là ok đó. xài thằng lằn là nó đã ngon rồi đó thì mình nghe chủ xe nói là nó xài nồng kiến nhưng mà mình cũng chưa tháo nồng nó ra nữa mình chỉ lơ xuống bình săn con cho nó thôi thì chạy rất là ok nha anh em xe thì bây giờ mình sẽ so sánh với lại những chiếc mà như là acelo rồi thì xe anh em biết nó nó sử dụng nồi giống nồi 67 thì nó không giọng nồi nó rất là ít giọng nồi anh em thấy 67 nó đâu có giọng nồi đâu rất là ít nhưng có những cái lò xo so giảm chấn hồi xưa nó là làm rất là tinh vi ha đó thì uh, xe dòng xe này thì mình thấy là cái dàn phục nó cũng cứng cáp đi thì uh, ok đó tốc độ thì có thì, uh, cái đó thì mình đánh giá chung vậy thôi chứ mình chưa thực tế ra thì mình chưa có ch chơi dòng xe này mình cũng chơi khách cũng sửa sửa ít cho nên là thì khi mà khi mà mình xuống mình săn con đó, thì cái đồng hồ báo tu máy nó nó câu vô một giây nó không phải câu vô dây kích nó câu vô một cái dây khác của IC thì mình không nhớ dây nào nhưng mà một cái, một cái chân trong IC thì à, anh em mà xuống mình chân con thì anh em cứ cái đồng hồ báo tua máy đó thì mình nhớ là dây đen sọc vàng thì phải anh em cứ câu vô dây kích là ok là nó lên tua máy anh em nhớ ha thì nếu mà so với Future chợ ít rồi thì nó không thua phiêu chợ ít đâu phiêu chợ ít hoặc là dòng xe mà dòng MSX rồi thì nó cũng chạy cũng Tại vì người ta thấy SYM người ta sợ thôi nhưng mà xe này sửa cũng rất là dễ anh em ha. Nồi thì giống 67 thôi không có gì hết. Thì nói chung là dễ làm đó. thì mình thấy là nó nó cũng ổn định. Bây giờ mình so với nhựa chiếc Acelo rồi thì mình thấy nó cũng không thua gì. Đó. Ừ. Nói chung là xe này chạy nếu mà mình đã mình thấy là chạy thì tốc độ có mà cái nội êm ái nó cũng có đó anh em. À, chứ đừng có mà thấy ép của em là là dở hết đó thì nó xảy ra lỗi gì thì mình không có chạy xe này nhiều thì mình nói là với lại là ví dụ như xe mà xe xe ta 125 này nếu mà anh em chuyển về bình xăng con nếu mà dễ nhất dễ nhất để anh em làm anh em gắn ra qua lăng mâm lửa riêng quay vô thì anh em đi đi xe lửa cuộn thì anh em phải xài điện máy thôi, hoặc anh em tách mát anh đi anh em đi đi sạc AT sạc gì mình không biết. Còn nếu mà anh em muốn mà cho mà đỡ chi phí nhất á, là anh em đi đi xe lửa bình rồi anh em dạt cửa hết, vẫn giữ qua lăng riêng luôn. Thì anh em sẽ đi được là điện 3 pha rồi sạc đồ Dinh không cần thay gì hết. Đó chỉ đi cục xe lửa bình thôi thì mình thấy chạy cũng ổn định. Rồi, nếu mà bình xăng con thì tốt nhất là anh em đi bình xăng con là mới đầu mình định gắn cho anh bình ba gác 100 trăm gì đó ba gác ba gác máy của trung quốc một trăm quá thì vô thì nó bị cấn cái cái nắp chỉnh cò dưới mình không cái, cái, cái chén xăng nó to quá nó cấn nó chỉnh cò cái đáng lẽ là là mình gắn cái bình ba gác rồi thì mình gắn bình neo cái bữa đó bình neo thì nó bị chảy xăng chứ bình neo là chạy cũng ok thì mình gắn bình quay s một thì chạy cũng ok luôn anh thua mình canh lọc gió thôi đó thì có mấy cái kinh nghiệm vậy thì anh em chế anh em chế cái xe ta xuống mình săn con đó, thì anh em nó bị diệt nó bị cái lỗi bơm xăng cho nên anh em thay bơm xăng rất là chua chua lè mà trong khi mà thay hoài một thời gian là nó bị yếu bơm xăng nó chết bơm xăng rồi cái có ảnh nói là có người ta đã chế bơm xăng a lắc qua được thì cái đó chuyện đó chỉ có mấy ảnh còn xuống xuống mình săn con thì nó chạy ổn định hơn nó thư bậy hơn Yeah, chi phí sửa chữa nó cũng ít hơn thì khi xuống mình xăng á, là mình xài coi xăng có khi chà neo á thì mình gắn thêm cái khóa xăng tự động nữa khóa xăng tự động là bơm dao bơm tự động giống với chiếc xe rồi để mà khi mà có chải xăng là sửa chữa gì nó đỡ chải xăng tầm lum đó thì kinh phí mình chế lọc xăng mà thôi bơm xăng thì mình để chứ không là mình tháo bơm xăng ra thì mấy cọng xin nó nó sẽ xì xăng mình để luôn bơm xăng nhưng mà mình sẽ khoét lỗ mình đi ống xăng ở dưới đáy thùng xăng để cho xăng xuống rồi thì rất là dễ đó câu tua máy lại bình thường luôn những bộ phận ở trên xe là, là hệ thống điện điện còi là bình thường là mình thì xuống mình xăng thì anh em phải thay mô bình sườn đấu lại dây điện một chút là ok nói chung là rất là dễ rồi video này là cũng kết thúc tại đây thì những cái người nào mà sử dụng chiếc xe này nếu mà bị lỗi hoài thì có thể xuống mình xăng với lại mình đánh giá dòng xe này là chạy cũng là nói chung là tốc độ có mà độ nói chung là dàn phuộc nó cũng im đó. Đây, video dài mình xin chào anh em nha Rồi.